Hello, dừa khô lên giá, ai có má đổi dừa khô. Thôi quay lại chủ đề chính. Thì các bạn đã biết, tình hình thế giới càng ngày càng căng thẳng, thị trường càng tăng cao. Nhưng mà không có gì hết á, nói chung là mình mới tạo map mới nên mình chơi thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì bây giờ đã đến với một clip mới của Phobby rồi các bạn ơi. Và nếu các bạn thấy thích clip này của mình, hãy cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh YouTube của Phobby nha các bạn. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, là rất là quan trọng các bạn ơi. Nhấn vào cái chuông để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của Phobby nha các bạn. Rồi, và mình mới tạo một cái map mới này. Thật sự thì xung quanh của mình, nhà của mình đâu rồi, làng của mình đâu. Nhưng mà thật sự thì mình muốn tạo cái map mới này lại để mình chơi cho nó vui các bạn ơi. Thì đầu tiên ở trong Minecraft thì mình muốn xây một cái căn nhà trước. Nhưng mà bây giờ nếu mà xây một căn nhà là mình phải đi chặt gỗ nè, xong rồi mới làm đủ thứ chuyện hết đó. Rồi, con gà đến đây cho tao lấy thạch mày á. Lên. Mày bạn chi bu hả mày? Trời ơi, nó chạy trọng khó đánh quá các bạn ơi. Thôi thì đi kiếm chỗ khác để mình phát bi chơi thôi. Các bạn ơi, ở trên đây có một cái căn nhà nè, với một phải căn nhà không hay là một cái gò đất gì trời. Ôi, nhưng mà thật sự là một căn nhà các bạn ơi. Các bạn thấy có cái cửa không nè, cái cửa ở đây nè. Đó, đây là cái cửa các bạn ơi. Nhưng mà tại sao mà căn nhà gì nhìn giống căn nhà của ai các bạn? Đón xem nào. 1 2 3, nhà của ai đây? Đúng rồi, nhà này là nhà của Nếp đó các bạn. Nhà của Nếp nè, đúng không? Mình thấy mẫu mã giống là nhà của Nếp nè. Nó thiết kế cái nhà chỉ có cục đất hình vuông vậy, nó làm biến ghê lắm các bạn. Bởi vì từ nó xây cái căn nhà gì mà lóc đất không các bạn ơi. Ui, nhưng mà cái map này là map mình mới tạo mà, map mới của mình mà, tại sao mà lại có nhà của thằng Nếp đây? Trời ơi, đất kênh, chắc nó vô cái map mới mình nó định cư trước, mình chưa có nhà nữa mà định cư rồi trời ơi. Mình vô trong khoảng nhà của Nếp người ta. Wow, thằng Nếp đây nè. Đây nè các bạn ơi, thằng Nếp nè, nó ngủ chảy ke luôn nè. Chỉ có nó ngủ chảy ke chứ ai mà ngủ chảy ke như nó. Trời ơi, nó ngủ chảy ke vậy chứ chút nữa thức dậy cái nó lấy nước chảy ke đó để nó đi đánh răng luôn các bạn. Đó. Trời, nó lại lội ghê lắm. Nó đang nằm ở trên đây nè, nó nằm mà nó đưa hai chân thẳng băng luôn đó các bạn. Trời, chúng nó cho mày rớt giường luôn á. Ủa, đang ngủ rất là say các bạn ơi. Mình đi vô nhà nó mình la sùm luôn mà nó chả nghe luôn các bạn. Ê, thằng này quá đáng quá. Ôi các bạn ơi, nhà của nó tiện nghi vãi luôn các bạn. Nè các bạn coi nè, tủ nè, ghế nè, trời ơi quá trời đồ luôn. Cái thằng Nếp này map của mình làm như map của nó muốn giàu hơn mình luôn các bạn. Ê, không được rồi, chơi gì mà không được rồi Nếp ơi. Map mới của tao mà mày vô đây mày xây nhà mà mày đặt đủ thứ đồ á. Ui nè, ui, bây giờ mình sẽ lấy đồ của nó các bạn ơi. Nó thấy ghét luôn, mình sẽ lấy hết đồ của nó. Wow, nó có cái gì nè các bạn ơi. Wow, có mấy cái này nè, để mình lấy ra mình coi thử ơi. Đi ra ngoài. Wow, cái gì nè. Đặt được nè. Wow, các bạn ơi, để vô trong. Các bạn, thấy cái gì không? Wow, cái gì nè. Wow, nhìn giống Lego, đúng rồi, Lego. Đây, Lego nè các bạn ơi. Wow, nhà của con Nếp. Nếp nó có Lego, tại sao lại nó lại có Lego ta? Wow, chắc là nay nó thích chơi Lego nên nó đi sưu tầm Lego hay gì vậy? Hay là chắc chắn là nó mới đặt ở trên mạng về nè, nhưng mà nó chưa kịp chơi nữa là mình đã lấy hết của nó rồi các bạn ơi. Wow, nhưng mà không biết cách nó đặt làm sao mà nó có thể đặt ở trên mạng về cho nó nữa, không biết làm sao ta. Wow, thì mấy cái viên gạch này rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn coi nó đặt nè. Wow, đặt từng khúc nhỏ luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ mình chưa có nhà. Thì bây giờ mình mới nảy sinh ra một ý tưởng là mình sẽ xây nhà bằng Lego các bạn ơi. Lego nha các bạn. Mình sẽ xây nhà, một căn nhà bằng Lego. Wow, bây giờ mình làm sao mình có thể có nhiều Lego chứ. Ở những miếng như đây làm sao mà đủ xây nhà này, 64 cục cũng chưa đủ đâu. Thì những cái miếng này các bạn biết là nó nhỏ xíu xíu nè, nó nhỏ nè. Mình lấy lại. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái mới, nhưng mà làm sao mà đặt cái mới được. Wow, nó có cái tấm giấy nè, order from nè. Wow, hình như mấy cái này nè các bạn ơi. Wow, order mấy cái này nè. Wow, gạch vô be order, nhắn vô để đặt nè. Wow, để mình đặt thử nè các bạn. Đặt được nè. Đặt bằng ngọc lục bảo, mình đã mất hết một mớ ngọc lục bảo rồi. Đâu rồi, vậy đặt đâu, nó đâu à, đói quá, à để ăn miếng. Đâu rồi, đặt rồi, chừng nào tao giao tới. Trời ơi, chừng nào giao tới đây. 2000 years later. Wow, các bạn ơi, các bạn thấy trên trời nó có cái gì kìa. Trời ơi, những cái hòm kìa, cái hòm mà có dù luôn các bạn ơi. Người ta ship bằng máy bay lại cho mình luôn nè. Trời ơi, công nghệ quả thật là tiên tiến các bạn ơi, nhảy dù luôn kìa. Rớt mấy cái hòm xuống nè. Wow, ở trong đây là những cái viên gạch rất là nhiều màu các bạn ơi. Wow, những viên gạch rất là nhiều màu luôn nè. Lấy. Wow, quá trời luôn nè các bạn ơi. Quá trời luôn, nhiêu đây là có thể đủ xây nhà rồi chứ còn cái gì nữa. Trời ơi.
Ủa mấy cái này giao hàng rất là nhanh các bạn ơi. Hình như này là Tiki. Đúng rồi. Trời ơi tin được không? Sao giao nhanh vậy trời vậy trời. Ui mình sẽ lấy cái này để mình xây nhà các bạn ơi. Mình sẽ xây nhà nha. Mình làm một cái nền trước nha. Một cái nền để mình xây nhà. Bây giờ mình sẽ xây nhà thử một cái căn nhà bằng Lego nha các bạn. Các bạn đón xem cái căn nhà của mình xây ra nha các bạn. Ok và bây giờ mình đã xây sắp xong cái nền rồi nè các bạn. Đây mình xây xong cái nền rồi. Thì mình muốn xây một cái căn nhà trước tiên thì mình phải có cái nền đúng không? Trước tiên phải có cái nền mới xây được cái căn nhà chứ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái căn nhà lên. Và cái căn nhà mình sẽ xây màu xanh lá cây. Mình rất là thích màu xanh lá cây nên mình sẽ xây màu xanh lá cây các bạn ơi. Ok. Xây mình sẽ xây dày. Xây từ từ lên. Đó. Các bạn thấy chưa? Ở ngay đây hình như mình sẽ chơi cái hai lóc trước. Hai lóc rồi. Rồi. Để mình kiếm cái hai lóc thôi. Đây. Ôi nhưng mà không có màu xanh lá cây. Ôi ở đâu? Ở đây có một lóc. Một lóc màu xanh lá cây nè các bạn. Mình gắn ngay đây. Đây. Đó. Nó xây từ từ lên vậy nè các bạn. Ok. Và bây giờ mình sẽ xây từ từ lên nha các bạn. Ok các bạn ơi, mình đã xây được tới đây nè các bạn. Cũng gần giống cái ngôi nhà nhưng mà nó giờ nó thành cái hình hộp các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ xây cái nóc lên để cho nó giống cái ngôi nhà chứ không mấy là nhìn nó như cái tù vậy á. Nó hình vuông. Ok, nhưng mà đỡ hơn là nó có cái cửa sổ nhìn giống như là một cái tù vậy các bạn. Ok, xây qua bên đây. Xây lên một xíu nữa. Ngay đây. Ok, mình cứ xây từ từ lên là chúng nó là nó sẽ thành một cái ngôi nhà thôi. Các bạn nào mà muốn thử cái này thì các bạn nên tải cái mod này về và chơi thử nha các bạn. Cái mod này cũng vui lắm, các bạn có thể thỏa sức xây từng cái cục nhỏ, rất là nhỏ luôn các bạn ơi. Rất là nhỏ luôn á. Mấy cái các bạn thấy cái lóc mà mình đặt Lego không? Nó rất là nhỏ luôn, các bạn có thể xây những cái tượng của chị mèo hay nè, hay là anh Red Hood, hay là chị Panda, hay là Poppy cũng chẳng hạn đó. Các bạn có thể xây sáng tạo từng cái rượu của riêng, các bạn có thể xây ngôi nhà cũng được, hay là bất cứ thứ gì mà các bạn thấy thích á, các bạn có thể xây. Đây còn mình đang xây một cái ngôi nhà cho bạn coi thử nha các bạn. Ngôi nhà của Poppy. Và cái map này là cái map mới nên mình phải có một cái căn nhà để mình ở. Thì cái căn nhà nhỏ này chắc cũng là đủ chứa mình rồi. Mình nhỏ xíu à, Poppy nhỏ xíu à. Đây là ngôi nhà cho cáo nè các bạn. Ngôi nhà cho cáo dai. Ok và bây giờ mình đã hoàn thành được cái căn nhà yêu quý của mình rồi các bạn ơi. Các bạn thấy ngôi nhà mà mình xây bằng Lego, các bạn thấy nó đẹp không các bạn? Nếu mà các bạn nào mà thấy ngôi nhà của Poppy xây đẹp thì các bạn hãy cho Poppy một like, một share, một subscribe cho kênh YouTube của Poppy nha các bạn. Đó, đây ngôi nhà của mình nè, có cửa sổ nè, có hàng rào màu đỏ nè, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Có thể che mưa che gió luôn các bạn. Nhưng mà thiếu cái cửa, đúng rồi, mình có cái cửa, mình gắn cái cửa vô. Bây giờ mình sẽ gắn cái cửa cho các bạn. Wow, vừa y luôn các bạn, vừa khích cái cửa luôn các bạn thấy không? Mở ra mới vô kẹt luôn nè. Đó. Và các bạn nào mà thử sáng tạo những cái thứ mà bằng Lego cho bạn cho riêng các bạn nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có sáng tạo về Lego mà đẹp á, các bạn hãy comment cho Poppy biết để Poppy chung vui với các bạn nha các bạn. Và đây ngôi nhà này là ngôi nhà của mình và từ nay mình sẽ ở trong ngôi nhà này các bạn ơi, ngôi nhà bằng Lego và mình rất là yêu quý cái ngôi nhà này. Và tới đây cũng đã hết clip của mình rồi và nếu các bạn thấy thích clip này của mình hãy cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh YouTube của Poppy nha các bạn. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của Poppy các bạn ơi. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.